Pháp TV xin chào cả nhà nha. Rất vui cả nhà đến video theo của mình. Nhưng lời mình đã hứa cả nhà là kênh YouTube Pháp TV mình làm về chủ đề bia đó, và được ông bà cô chú anh chị em tới giao lưu với kênh mình, có được những phần thưởng như gạo với mì cả nhà. Mình hứa cả nhà sẽ đi tặng cho những hoàn cảnh khó khăn, những bà con nghèo cả nhà. Và hiện tại mình đang có mặt tại nhà của ông Hai với bà Hai cả nhà, để cho mình hỏi thăm cái sức khỏe của ông Hai, công việc, gia đình, cuộc sống của ông Hai với bà Hai ra sao, rồi sau đó mình sẽ đọc tên những danh sách những người thắng giải, mình sẽ trao gạo với mì với tiền cho ông Hai với bà Hai. Mới lên ông Hai để đợi cho cho mình chứng khoán nha, không có ra phép 5-10 giây cái nhảy ông Hai sẽ quay trở lại. Dạ để đi ông Hai. Vô lên hình với con đi. Giờ mình, con mới lên ông Hai. Con mới lên ông Hai. Thì công việc của ông Hai thường ngày ông làm gì ông Hai? Còn bị bệnh đi về, mới về có mùa nước không có mần gì hết chứ. Thì lớn tuổi mần mướn cũng mần không có ai kêu. Rồi có mùa ớt vô ớt gì để ăn ký gì. Dạ. Tí ngàn, tí 5 ngàn, bẻ hôm bữa là 100 ngàn, 100 mấy. Dạ. Là con mới nãy con lên đây là ông đi lấy thuốc là ông đang bệnh gì không hay? Bệnh phổi. Mình rảnh thuốc nhà nước uống 6 tháng rồi. Dạ. Bệnh phổi nằm mới, ông bầu mới về. Dạ. Tháng nay. Dạ. Hoàn cảnh của ông Hai bà Hai này lớn tuổi cả nhà. Dạ. Con nghe nói là ông có một người con là mới bị tai nạn không? Dạ. Là bị sao ông Hai? Tai nạn mà té xe. Dạ. Rồi giờ. Mà té ngoài trong công ty Hồng Lâm rồi. Cũng là chết rồi. Dạ. Té nằm trên chợ gãy cũng hết 2 mấy ngày rồi đi nằm. Thằng chị nó đồ. Nằm mà tôi cũng này cái chị luôn. Trăm mấy triệu hết tiền rồi. Dạ. Nằm trên chợ gãy rồi nằm cũng tốn tiền cũng ngàn đêm hết 15 triệu, nằm cái chuyện nổi về. Dạ. Chuyện gì không nghĩ. Dạ. Này cũng nằm 2 tuần nó đi được mất bằng không à. Dạ. Rồi sao mới xuống nhà xin hữu truyền nằm 6 tuần nó mới đi được, đi cũng có tật cái giò được đi được mình đánh. Dạ. Bác sĩ nó cũng muốn qua tai biến vậy đó. Dạ. Đi rồi cũng giờ nó mất trí nhớ gì không được mình đánh. Dạ. Ông Hai bệnh như thế nhỉ, bệnh khỏi cái nhà lấy thuốc đi lấy ở dưới trầm xá lấy thuốc uống hàng tháng cái nhà. Bây giờ hơi thở của ông Hai là mình nghe trong mít đó nha, cái nhà nghe rõ khó thở không ông Hai? À, bị tôi là bị lao đó. Dạ. Lao bị phổi nữa. Dạ. Vậy để cho họ mình hỏi công việc của bà Hai trước đây cái nhà. Vậy bà Hai thường ngày làm gì bà Hai? Tôi không làm gì đâu, không có đi lượm đồ cháo rồi bây giờ tôi lượm đồ mũ rồi đó mà lo cho nhỏ rồi. Dạ. Cái người bị tai nạn đấy à. Dạ. Mổ lo nó rồi mốt cũng lo được 4 triệu bạc đưa cho chị mua thuốc cho nó uống 4 tháng đó. Dạ. Rồi lúc nào lo cá ăn hàng ngày, không ngày nào dứt hết trơn. Dạ. Tôi mới lụm mũ mới về nè. Dạ. Chú bảo vệ cũng thương luôn nữa. Dạ. Chú cũng mới cho ông bao gạo nữa. Là bên cái hoàn cảnh của bà Hai này là cũng là nhờ cái gì một gì bé bé em đó nha. Cũng bán bên gạo với mì nè, vì nói có hoàn cảnh của bà Hai gì đó là hơi chai được mũi, có hoàn cảnh cũng khó khăn đó, vì chỉ mình lên hoàn cảnh này, cảm ơn bên này cảm ơn dì rất là nhiều luôn. Rồi, bà Hai là để hỏi, bà Hai là được mấy người con? Năm đứa mà có chồng tứ tán, có chồng mà bây giờ chứ tôi cũng không có là ai lợi tới tôi. Dạ. Là cái người bị tai nạn nó có vợ có gia đình chưa? Chưa, còn con trai mới lớn lên. Dạ, mấy 4 người kia là có gia đình nhé. Ba đứa con gái của chồng rồi, có 2 thằng trai. 2 thằng trai chưa có đứa nào có vợ. Giờ tôi đâu có con dâu nào đâu. Có cháu ngoại thì cả vợ, cả nội chưa có chưa. Dạ. Nói chung ra cũng ngồi ở đây cũng 75 tới giờ không có đắc cát gì hết. Dạ. Còn ổng tôi đau nhiều tôi mới xin hỏi mấy ông xin lên cái bảo hiểm cho xã nghèo. Dạ. Mấy ổng nói tôi còn có bư nổi, không có xã nghèo nào, ta đi mà hết nổi mới có xã nghèo. Dạ. Tôi nói yêu cầu cho tôi
cuốn sổ nghèo được rồi, tôi cũng bệnh hoạn chế tiền cũng đỡ. Tôi nằm với ba mươi tám triệu đó, 38.900.000 đó. Bệnh của ông Hay nha. Là nằm ở đâu? Nằm ông bạn không bầu á. Viện bầu. Viện phổi mà nằm không bầu. Dạ. Mình cũng nhờ cái đó đặng cái sổ đó đặng mình. Sổ người ta cho giảm tiền, người ta giảm nhiều lắm. Dạ. Giảm thứ mà xin luôn được. Cái này nó không cho. Cậy cậy cho em chứ nó cũng nó có ba chừng. Nhỏ giờ bảo hiểm mua bây giờ tới 950.000. Dạ. Mua hết rồi bệnh nó mới giảm. Mua một người không có giảm 950. Ở đây mua hết là 5 người. 950 còn 900 còn 850 gì đó. Nó giảm từ từ xuống. Về cho không cho phép hỏi bà Hai năm nay nhiêu tuổi bà Hai? 62 tuổi. Về ông Hai nhiêu tuổi ông Hai? 66. Bệnh tình hoàn cảnh cũng rất là khó khăn nha nhỉ. Thôi nãy giờ mình cũng hỏi sức khỏe công việc hàng ngày của ông Hai với bà Hai rồi. Và bây giờ cho mình xin phép là đọc những cái danh sách những người thắng giải thôi nha. Để cho cả nhà có đầu đuôi dễ hiểu cả nhà, là mình có mấy cái ảnh bìa, mình có để cái tập và cái sách đấu cho cả nhà dễ hiểu cả nhà. Bây giờ mình đọc danh sách nha cả nhà. Là tập 168 là sách thứ nhất đi cả nhà, cả nhà dò vô giùm mình. Là bác Bảy với Nhật thắng giải nha, là giải thưởng 5kg gạo thùng mì. Và trước mắt mình, trước mắt cả nhà là 5kg gạo thùng mì đi. Cái cho mình thay mặt bác Bảy với Nhật gửi tặng phần quà này cho ông Hai với bà Hai. Cảm ơn bác Bảy với Nhật rất là nhiều luôn. Là tập 168 là set 1 nha cả nhà. Rồi tập 169 là set 2, là Trúc với anh Phương, cô Trúc cả nhà với anh Phương thắng, giải thưởng là 5kg gạo thùng mì. 170 là set thứ ba cả nhà, là anh Linh ở Tâm Nông cả nhà với cậu Tư, Mi Tư đó cả nhà, mới xuất hiện trên kênh mình một clip là thắng. Và set thứ ba một tập 170. Rồi set thứ tư là tập 171 là ngày giấc trưa 12 giờ trưa hôm nay mình mới đăng lên đó cả nhà, là cô Trúc với Quốc Việt, Đoàn Việt đó cả nhà, là thắng dễ là 5kg gạo thùng mì. Ai có những ông bà cô chú anh chị em có tên trong danh sách này thì cho kênh Pháp TV thay mặt bà con nghèo hoàn cảnh khó khăn, cảm ơn ông bà cô chú anh chị em có tên danh sách này rất là nhiều luôn. Thì, mình cũng để tâm sự cái nhà dễ hiểu đó nha. Những danh sách này là kênh mình mà có người lãnh sư ghi, có mấy anh lại cũng hỗ trợ cùng đồng hành tài trợ với kênh mình. Thì, ông bà cô chú chị em có nói tới giao lưu chủ yếu là được cái phần quà đó nặng cho kênh mình đi tặng những bà con nghèo những hoàn cảnh khó khăn. Cảm ơn ông bà cô chú anh chị em suốt thời gian qua đã theo dõi và ủng hộ kênh mình có ngày hôm nay. Chúc tất cả mọi người, ông bà cô chú anh chị em và cả nhà năm mới làm ăn phát tài phát lộc và có thật nhiều sức khỏe. Thì mình có nói cái sách một là gạo với năm ký gạo với thùng mì cái vậy, còn là ba sách sau là mình đổi ra tiền nghe nha, là 5 kg gạo là một set, 5 kg gạo là 90.000 với một thùng mì 75.000 là trị giá là 165.000 nghe nha. Rồi ba set sau đó là mình đổi ra tiền cái vậy, là ba phần vậy là được 495.000 mà mình làm cho chẳng 500.000 nghe nha. Thì còn bữa nay kênh con được ông bà cô chú anh chị em tới giao lưu đó được những giải thưởng như gạo với mì, rồi con đổi ra được ba phần quà được 500.000 con gửi tặng cho ông Hai với bà Hai. Ông Hai bà Hai nhận giùm con nha. Rồi để cái nhà mình tâm sự cái nhà một chút nữa cái nhà, và cái nhà có hỏi mình thắc mắc cái điều gì đó thì những cái clip đi tặng gạo với mì mới đây đó cái nhà, là dưới góc màn hình mình có để số điện thoại mình, cái nhà có thắc mắc gì đó tìm địa chỉ với kênh mình muốn hỏi gì đó thì cả nhà cứ bấm vào số điện thoại mình alo là gặp nghe mình nghe nha, rồi mình sẽ trả lời tất cả cho cả nhà nghe luôn cả nhà. Rồi có anh chị với ông bà cô chú có hỏi sao mà để cùng đồng hành tài trợ với kênh Pháp TV thì dưới phần mô tả của những video đi tặng gạo với mì với tiền cho bà con nghèo là mình có để số tài khoản và chủ tài khoản là Triệu Văn Dùng, không có dấu đó cả nhà, là mình là chủ tài khoản cả nhà. Ông bà có chú anh chị em có
hỗ trợ được phần nào đó thì cứ bấm vào số tài khoản mình thì mình sẽ đi hỗ trợ và tặng những hoàn cảnh khó khăn, những hoàn cảnh nghèo. Rồi, để mình hỏi thăm một chút gia đình của ông Hai với bà Hai một tí nữa thì cho ông Hai với bà Hai mình cách tiếp tại đây nha cả nhà. Thì trước mắt ông Hai với bà Hai đi nhận giùm con phần quà gạo với mì này nha, với tiền đi. Rồi có mạnh thường quân nào được coi được clip của con đó thì có hỗ trợ được phần nào thì con sẽ quay sớm nhất lại quay trở lại tặng tiếp những phần quà khác cho ông Hai với bà Hai nữa. Bây giờ cho con bắt tay với bà Hai, bà Hai nhiều sức khỏe nha, bắt tay với ông Hai chúc ông Hai nhiều sức khỏe. Hồi nãy giờ mình chia sẻ cái hoàn cảnh nhà của ông Hai với bà Hai cho cái nhà xem cái nhà. Thôi bây giờ cho ông Hai với bà Hai với mình kết thúc clip tại đây nha. Bye bye cả nhà, hẹn cả nhà clip sau. Bye bye cả nhà bà Hai. Bye bye cả nhà ông Hai. Bye bye cả nhà, hẹn cả nhà clip sau.